Thưa quý vị và các bạn, thời tiết đang bước sang những ngày hè nóng bức. Đây cũng là thời điểm tỉnh Lào Cai đón rất nhiều lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Các lực lượng làm việc tại các khu vực cách ly đang phải nỗ lực vừa chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết, vừa đảm bảo tốt công tác tiếp đón phục vụ công dân cách ly. 7 giờ sáng, điều dưỡng Nguyễn Văn Phú, cán bộ của Bệnh viện Sản Nhi cùng với những đồng nghiệp của mình lại bắt đầu một ngày làm việc mới tại cơ sở cách ly số 2 của tỉnh tại phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai. Để đảm bảo an toàn và tuân thủ theo quy định khi làm nhiệm vụ, các y bác sĩ điều dưỡng cần khoác trên mình bộ đồ bảo hộ y tế 7 món, bao gồm quần, áo, kính, mũ, khẩu trang, găng tay và túi bọc giày dép. Với thời tiết lên đến 39-40 độ C như hiện nay, thì việc mặc đồ bảo hộ y tế liên tục trong nhiều giờ đối với mỗi cán bộ y tế trở thành một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, tất cả vì nhiệm vụ và mục tiêu chung, nên ai cũng nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù thời tiết rất là nóng bức, nhưng tinh thần chung của anh em bác sĩ y tá ở trong khu cách ly thì rất là cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Để khu cách ly hoạt động nhịp nhàng thì cần có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng. Trong khi các chiến sĩ công an luôn túc trực 24/24 giờ để đảm bảo an ninh trật tự cho toàn bộ khu vực, thì tổ hậu cần lại có nhiệm vụ đảm bảo 3 bữa ăn mỗi ngày cho hàng trăm công dân tại đây. Dù là nhiệm vụ nào thì lực lượng tại đây cũng đều nỗ lực để vượt qua. Để chỗ ăn ở thì chúng ta đã bố trí đầy đủ chăn màn, giường chiếu, cấp phát cái nhu yếu phẩm cần thiết cho công dân, kể cả từ khẩu trang rồi nước sát khuẩn. Còn đối với bảo đảm ăn thì lực lượng đồng chí phục trách để xây dựng cái thực đơn ăn khoa học phù hợp theo mùa, rồi chỉ đạo với tổ chế biến bảo đảm vệ sinh khoa học và khắc phục cái thời tiết nắng nóng để bảo đảm tốt nhất cho công dân bữa ăn được bảo đảm là cơm chín nước sôi, rồi là thức ăn thì đủ dinh dưỡng để bảo đảm được độ tốt cho công dân. Tôi thấy cán bộ phục vụ rất tốt ạ. Tôi cảm thấy rất thoải mái ạ. Hiện tỉnh Lào Cai đang có khoảng 1.200 người được cách ly tại 10 cơ sở cách ly tập trung trong toàn tỉnh. Theo dự kiến, trong thời gian tới, sẽ có khoảng 1.000 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Lượng người cần phục vụ đông, thời tiết nắng nóng khiến cho công việc càng thêm vất vả. Nhưng các lực lượng phục vụ tại đây vẫn luôn nỗ lực, linh hoạt với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.